anh đi mua thùng xốp đi. Đây có thùng xốp hả? Anh chạy lên này mấy tao phải á. Có thùng xốp, bán thùng xốp luôn, mấy tao phải chưa tới chợ. Không mua luôn xe mà, không mua luôn. Ủa, rồi, không sao rồi, không sao rồi. Anh mua lại đi làm em khui xong á. Hả? Vỏ này siêu mỏng luôn. Cái này sầu riêng miền Tây à? Dạ này là sầu riêng Đắk Lắk. Miền Tây mới đi 6 miền Tây anh. Bơm nó không vàng. Sầu Thái đâu không vàng được anh, nhưng mà quan trọng là nó ngon. Thật clip 100% luôn. Sầu Thái ri là clip 80% thôi. Ri là ta họ tiết clip thôi. Trái sầu riêng làm anh Thanh vất vả rồi kìa.
tức cái trời dòng bình vui trái sầu riêng. Okay, để em cần bỏ lại anh không gì anh. Có bỏ miếng vỏ rồi đâu. 420 đi, vừa 420. 1.250.000 trừ 420. 830. Cho trái chín nhé. Người ta về người ta ăn luôn. Ở đây biết chỗ nào bán hàng Mazda. Mazda em không biết nữa. Anh không biết không Thanh? Chỉ cho anh. Lúc trước ông Thanh không bán. Trước em đây em bán rồi, giờ nghỉ bán rồi. Vô siêu thị em thấy cũng có đó anh. Không ngon. À siêu thị em ngon hả? Siêu thị có để lâu lắm. 485 anh ơi. Để như Thanh. 1.250 trừ cho 450 mấy. Hai cái này là 835 đi. Hồi nãy là một chiếc máy 250. Ừ. Rồi cái nãy là 400 mấy anh chăng? 420 là còn 1 triệu, còn 830. 830 trừ tiếp là 430 nữa. Ừ, 427 đúng không? Tám trăm ba mươi lăm, bốn trăm với tám mươi lăm, 238. Hai trái đang sống cả, thì hai trái sống rồi, hai chỉ đâu nó vừa chín tới rồi nó mềm. Cái múa này của trái đầu tiên đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Cái dao kia cũng là chuyên dụng để làm cái dao xanh đó, xanh là anh cắt chiên cắt á. Thật ra này em cũng trồng sầu riêng. Dạ. Tây Nguyên hả anh? Em ở Lâm Đồng. À Lâm Đồng. Nhà có 50 cây nhưng mà mới được có cây mấy cây nó trái rồi. Dạ. Quả này ngon như quả kia rồi ra. Sầu riêng mà muốn chín đều và không bị độc thì cây có tuổi thọ hết mà. Dạ. Nhưng thật ra nhúng thì nhúng bỏ hút rồi. Bỏ hút quá hả? Cơm cực vàng, đầu tiên thái lên cái vàng cơm. Dạ. Nếu mà nhúng bò hút mà nguyên một biết cao như tấn mà nhúng bò hút thì chịu gì nổi anh? Anh cần khoảng cỡ 15 bò hút anh có thể nhúng được cả trăm quả. Dạ. Ồ, cái hộp á, cái hộp á. Không ăn được. Hạt mắt ga bữa họ không thấy ở đâu ta. Bây giờ nó nghe quên mẹ rồi. Không hút mạnh quá nó bị nhẹp túi á, nó bị nhẹp muối. Nó nghĩ là không có hơi thôi. Nó đừng bị bay mùi thôi. Hút quá thì nó bị nhẹp muối, nó đâu còn muối tươi đâu. Còn là chim. Dạ, là chim. Em quay nóng thôi, quay lại là đang nguội.
Từ viên đây nhắc đưa cho chỗ 40 người thành 2 chút. Dạ. Hay ship vào chỗ 40 người thành 2 nhé. Dạ. Em cũng không rành nữa, anh chủ mà không rành. Em nhắc em không nhớ à, biết bao nhiêu người mua đi hoa. Dạ. Hôm nay là ông chủ vừa ở dưới miền Tây luôn á. Nhà có vừa ở dưới miền Tây, vừa lớn dưới miền Tây. Ở dưới Chợ Lách Cái Mơ các anh. Cái này là sầu riêng Đắk Lắk nè. Ri là ri mà ri miền Tây với ri miền Đông nữa, anh trồng là anh biết liền. Hai cái khác nhau liền. Anh không, thì... anh biết liền nha. Anh khui ra cái muối, cái hột ra là anh biết liền. Anh ri thì nó ngon hơn. Anh ri nó ngọt hơn. Yeah. Anh thái thì nó hơi đắng đắng. Ở nhà anh trồng là thái hay là ri? Có mấy cây ri còn lại là thái. À. Nếu mà là tiên Lâm Đồng là đa số trồng thái nhiều. Đất nó hợp á, nó hợp thổ nhưỡng. Thái là miền Đông mình là số 1 rồi. Ông trồng. Dạ. Ừ, 2 giờ trồng thanh chốt đơn cho anh khách đi Hà Nội. Có cái mũ để đấy không? Dạ, địa chỉ nè cô chú anh chị và các bạn, 510 Cấm Nại tới 8 phường 11 quận 3. Đây là số điện thoại đặt hàng của Thanh sầu riêng. Nếu mà mình đến không được mình cứ gọi điện cho Thanh ship tận nơi luôn. Bên em có hàng rất cao. Nhiều không? Anh khách hỏi hạt mắc ca. Nhiều quá. Hỏi đi. Bao nhiêu? Hả? Ta hỏi hàng mắc ca thì ta mua nhỏ con què. Đấy mấy ký à? Bạn ơi, em cho lại ký rồi. 2 ký. Em cho lại 2 ký. Hả?